tam ka kot samkwal robos khnyom te leu kamnap robos lopu kumara srok srae mnyna kumara chit krup ayu ayu kwat tam 64 ne tam ka kot samkwal robos khnyom te leu kamnap robos lopu mnyna ka pat kamnap nung vie mien atthanei lo hai ko pantae kamnap baep nung mon aach tveu oy pichea prot nung kot aach kot samkwal dambei yo te patibat khnom chivit ban te utihor tha bon baap bon kua ta paprat nyang tau hai baap kua ta leah nyang tau pantae samkhan pichea prot ot skwal bon phong hai ko ot skwal baap tiet kan baap chlom tha bon chuon ka tveu bon mon dang ta tveu bon phong da pe ta tveu baap chlom tha tveu bon te tiet cúp rách nó mới xây chân tới cúp biel nó mới xây chân tới bắn chun cá ắt đang thắp biel lưng mạch phẳng ắt đang thắp rách lưng mạch phẳng chun cá mình đu khla cứ chia mình đu atma này dũng kết tập bây giờ tôi khốn ba trung lang tre hành trung khốn anh ta nè atma sai bẩn atma bắt thử ấy atma chia bẩn đất cùi nghiêm do xây xây mà ai atma mau anh nâng hơi cái hai bẩn đất từ cúp bẩn đất từ bây giờ prot ắt đang squal bẩn đất ắt squal biel mạch phẳng à riêng Bapak ampe chia kosol, trawe. Ban samkan, po ot skwal tha mach kosol, a mach a kosol. Menu phiek chran, kot vue ka, kraum tuk chat atma ni yum, kot chalam tha nung chi ampe bon. Ke khat khom vue ka ngia, da chi ampe kosol, khnong cha tana, dam bay sang kruh pate chiet. U ti ho do chi, ka cho ruom khnong chol nan yo bai. Kot mơ mo khơi tha an nung, chi ampe baap ta vinh. Kot chi nhạc bon, kot man chi luo chi mua yương te. A su kot ta na, tha kot ta wad. Quát tên na tiết quát hai cái thân hai ấy tên này tên nó quát vào màu lưới tinh của bà hoa tên đi quát tha quát nhẹ thư bọn bánh khăn ông cha tên na ra bà quát bình ta đòi phép ạc mà này dùng hay dưỡng thơ này vô bái đâm bây sừng cua kế quát thạc bạp quát nhẹ bánh mình chả lâu chả lắm chả mùi dương tì bông bôn bì chà nà mưa hát bạp cua ta le rồi hát bánh cua ta bạp rịch hay là mạch ta bánh hay là mạch ta bạp ế dương ta ta xa cục bình đất hay bình đất bì na kia ta ế bọc cô na đà miên sở ắt chăm bách thứ ấy tết của anh ta miễn sở sở riêng luôn anh ta bằng ổn ắt miễn toàn bán chui kia nè sở sắp pa 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 sa ác cả nắng vía cha lên vơi say cọng nhẹ căn ta sở tiệp đôi chim mình u mình nhẹ đại đa tam pleasure tới khơi cái lông tắc quạt cho chui sòng phong ta bé cái xua quạt tai ấy bằng quạt mình sòng quạt thắc nhom miễn rồi như nè nhom miễn thơm bơ ba bên nè nhom miễn rồi quạt bên nè bên ta quạt ở đây sòng thì nhẹ căn sở cứ miễn lệ nặng thầm bên nắng chẳng bán prasama samput ở ta tam lầm nắp lầm đai Sapapapasa akarnang kok selasau pesambatia sak cetak karyau tiap penang. Pentai alau ni, kinai nuam pecih peratahan. Nek kansel kuci bekul, dahil ku awi bongpon tebau cia, tersaib kup cemui. Oh nek min sel, ruwa jangat, nai nuam pecih perat, pengrian pecih perat, akar tiap atma ni yum neng. Hai luk jay luk ta tertesna, dambai pengkaan tiap atma ni yum neng. Dambai ta pempaung an neng. Dekul dahil prasama semput nuam sat awi te oh tuk. Miền anh nhân tốc, anh thông tốc thông, anh tôi tốc tốc, anh ổ tục. Bởi sao mà xâm phút bằng riêng ở anh, đập bấy ổ tục. Hãy có tới thay xa xâl, đập bấy ai bán mà anh. Xây là bọt bà ra mà xa, anh chọp nâng xâl. Đôi dưỡng bây phái chơi bị lỡ, ai bị thuyết mà đọc đầy. À lấy bị chọp xâl, tơ nơi lỡ trong chơi đúng ấy. Anh chỉ nhẹ can xâl, anh lúc mình can xâl tế, anh mình xí bài cho mùi tế, với nâng anh. Lấy tới rô ca ruột trong đó. Lời từ rốt cả ổ ánh cứ mấy chìa mía bà đệ bà tía. Khổ ánh tạc đắng thà. Nít cứ chìa mưa cỡ ánh mình bà bà tế. Bắn chất cho mình chọp. Vì ốc bê khà mình nước hấy nó đắng. Thà kết vừa này cỡ ánh mình thơ vừa cho bôi tế. Bắn ta chất rồi bà dương. Ất miên bạc đi khẽ. Ất miên thân năng thân năng ca nghe ổ năng tế. Bơ trời tế sẽ đầy ảo. Nã thơ anh chẳng mình lo tế. Bắn chất rồi bà dương nơi chìa ốc bê khà. Bắn quát mình chẳng nà. Quát chùm biệt vẹt vân nâng sơ năng tầm mong Sang thang quay tôi một dương quay một cái thỏ Có tha dương cho mình ạch sở dương thơ này vô bài chẳng ấn á Đã ca nghe bác quát cứ chỉ ca nghe ạch ma này dùng dương khơi bơm cho ngọt Cô ấy Quát vô đã bay bằng bao ông anh nâng Bởi tôi bay chỉ bác xa ma xâm phút Mình xâm tay anh tha Anh thông anh tôi ọt anh ọt tục ấn á Tôi bay chỉ bác xa ma xâm phút mình xâm tay anh chẳng ấn á Tam ca bị chân á Mình ủng chẳng Xâm rạp luôn nhóm mối nhóm rô cờ rụp một khứ Mạch chăm bác xa ma xâm ph Nhiệm đẹp vừa bốn đàm bay ánh Cứ khóc phá lâu rồi bỏ bà sà mà sầm phút có đôi Bị bỏ bà sà mà sầm phút nuông sát từ ọt tục Anh thông anh tôi tục tôi Miền anh miền tốc ọt anh ọt tục Tôi bây bà sà mà sầm phút mình bạp một chân từ đôi Bạn ta bà tam ca bà chá nà bỏ dưỡng á nà Mà tôi vừa khi nông chai tà nà đàm bay ánh Rồi cả rụp một khơi như thế mong ôn Nâng cả rụp dàng mấy Hãy đập bê dương vinh Vừa khi nông chai tà nà đàm bay sừng
ังลื่นตาบองกวาดตาเมินมาเคยยืนกวาดเพิ่มยืนจังงอบตะเกยเพิ่มกะล้องกะล้องเพิ่มตะเกยนึกไปตีสนาคาบ่ยืนนึกบัดตาบองเพลย์กัดชงตีสนาคานั่งเมียนเพลย์โจตะวัดยืนไปเยยๆกับกรุ๊ดกับกระมังเอาตาตอเปย์บนเปย์เตียนกับกรุ๊ดกับกระมังมันมาตอตีสนาคาบ่ยืนกวาดได้เห็นเมินเตยกวาดปัดปัดปัดปัดปัดปัดกวาดเตยมาดอยมองถ้ากวาดเพิ่มยืนจิตงอบเมียนไงกล้าโจวัดนั่งดอตาร้อนป้วนเนี่ยเหมือนตะจีป้วนจังโจจังโจปุ่งไงบนเนาะปั้นน่ะดับไปยังมือตะขวดนะบ่าวโอนสดตะเนื้อขนมรูปเพียบอัตมานิยมต้องอ่ะสละทอมเหม็นแต่นั่นนะให้พระสมมาสมปติโลกสมได้ปิดบาปทอมมาจีดเวียนมันดังยังยัวบายแอนนาเวียนมันดังถ่ายยังนั่งดักลอยประมาณลอยนั่งจีลอยขมายหรือลอยดอลลาร์ลอยจักลอยตะใบเวียนมันดังไอเวียเวียนดังตะใจตะหนาเนี่ยไอเธอนโยบายก้มหนังเนี่ยไอเธอไอ้ก้มหนังเวียนดังตะใจตะหนาตะใจตะหนาสังครุบบอนតច្ចតនាដើម្បីអញបាបពីព្រោះគោលដៅនៃការធ្វើបុណ្យដែលបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដើម្បីលះអញអញធំទុកធំអញតូចទុកតូចអស់អញអស់ទុកពីព្រោះអញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាគឺជាអវិជ្ជាទេគឺជាការភ័ន្តច្រឡំទេកូនក្នុងពិភពលោកនេះជាប់គ្នារដឹកជាកូនម៉ូលេគុលកលបៈអូយទុចប៉ុន្តែដោយសតិដឹងរបស់កូនគ្រោតគ្រាតពេកកូនអត់ដឹងថាពិភពលោកជាប់គ្នាទាំងមូលណាតែពិភពលោកជាប់គ្នាវាអស់ឆ្វេងវាអស់ស្ដាំវាអស់លើវាអស់ក្រោមវាអស់ធัวគូវាអស់ងាប់វាអស់កើតនៅពីនៅត្រង់នោះពីព្រោះសតិដឹងរបស់យើងប៉ះបរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតគឺបែកលេខផលសតិដឹងមិននៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយទេប៉ុន្តែដឹងក្នុងក្របខណ្ឌកលបៈតូចតូចតូចតូចតូចតូចតូចទៅសកលអត់មានឆ្វេងមានស្ដាំអីផងព្រោះតែនិយាយតាមបែបស្រ័យតាក់ទងគ្នាវាអស់អាឆ្វេងអស់ស្ដាំវាខ្លាយទៅជាកូនកលបៈអលេខផលទៅក្នុងធម្មជាតិទៅទោះបីយើងដឹងខ្លួនមកវិញសតិដឹងរបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតនោះតែពេលអញ្ចឹងវាអស់អញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទៅដល់នឹងលោកស្គាល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិស្គាល់តាមបញ្ញាធ្នាក់យល់ផងពលត្រូវដោយសតិដឹងផងទទួលអារម្មណ៍ផងតែគ្មានអញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងលោកប្រាប់ថាកូនកាលណាកូនទៅដល់កន្លែងនឹងកូននឹងបានបរមសុខគឺរួចផុតសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់តាំងពីថ្ងៃដែលត្រាស់ដឹងបាត់ទៅហើយស្លាប់អញស្លាប់អញនៅសល់តែខណ្ឌ5ទេខណ្ឌ5ចាំដល់ថ្ងៃបែកលាយហៅថាបរិណពានប៉ុន្តែកូនបានស្លាប់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញនោះទៅហើយកាលណាកូនអស់អញអស់ទុកតថាគតបង្រៀនកូនឲ្យអស់អញមានអញមានទុកអញតូចទុកតូចអញធំទុកធំអស់អញអស់ទុកមានអញមានទុកអស់អញអស់ទុកគោលដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនាំយើងទៅធ្វើបុណ្យក៏ដោយកាន់សិលក៏ដោយក្នុងគោលដៅទៅរកអស់អញលោកយាយលោកតាសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងធម្មចារសប្តាហ៍ថ្ងៃគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប៉ោងអញទៅនីទៅទៅនេះទៅធ្វើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យនោះបងប្អូនស្មាតទោសបើយើងមើលរូបភាពដែលគេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះបងប្អូនណាកុំបន្ទោសយេស៊ូវអន់ជាងយេស៊ូវណាកុំនិយាយពីរបៀបនៃការបង្រៀននិងដំណើរដឹកនាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយពីការដឹកនាំបែបសាសនាសពថ្ងៃនេះកុំនិយាយពីដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតិចណាស់នឹងដំណើរដឹកនាំសពថ្ងៃនេះអន់ជាងយេស៊ូវណាប្រមូលពីពុទ្ធបរិស័ទយកទៅធ្វើកិច្ចការសាសនាយេស៊ូវគេប្រមូលពីសាសនាមកជួយប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបានជាសាសនាយេស៊ូវអាចចូលក្នុងសង្គមខ្មែរដែលសង្គមខ្មែរកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនឹងជ្រៅយូរណាស់ហើយអាចចូលរួចទេបងប្អូននេះក៏តែជ្រៅយូរណាស់ហើយបើល្មមល្មមបែកខ្ទេចពីព្រោះអីពីព្រោះជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញប៉ិនគាត់មិនហ៊ាននិយាយពីព្រោះវងវាច្រើនពេកគាត់មើលឃើញថាប្រមូលពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅកសាងកិច្ចការសាសនាដែលជាតម្ងន់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទសាសនានេះនាំតម្ងន់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនិយាយចឹងគេខឹងយើងប៉ិនសេចក្តីប៉ិនមែនប្រមូលពីពុទ្ធបរិស័ទយកទៅធ្វើកិច្ចការសាសនាដល់ខាងយេស៊ូវវិញគេប្រមូលពីកិច្ចការសាសនាមកវិញអ្នកណាដែលមានជំនឿនៅក្នុងសាសនារបស់គេជាពិសេសគឺអ្នកមានធំធំចេញលុយមកគេបានលុយហ្នឹងយកមកជួយអ្នកក្រីក្រវិញបងប្អូនមើលមើលបាទដំណើរហ្នឹងណាជាដំណើរដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើររបស់យេស៊ូវគេបច្ចុប្បន្នយើងក៏បច្ចុប្បន្នដូចគ្នាចាញ់យេស៊ូវបាត់ហើយប៉ិនក៏និយាយពីដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អញ្ចឹងទេមើលក្រុមការងាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមមើលក្រុមការងាររបស់ព្រះអង្គមើលព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចទេអ្នកត្រាស់ដឹងទាំងឡាយគឺជាបុគ្គលដែលអស់អញមានអញមានទុកអស់អញអស់ទុកអញធំទុកធំអញតូចទុកតូចព្រះអរហន្តទាំងឡាយរួមទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងផងជាបុគ្គលដែលអស់អញបុគ្គលដែលអស់អញគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងទេអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងពីព្រោះអីវាអស់អញអសិកបុគ្គលអូងំគ្នាទៅរៀនអង់គ្លេសកូនឯងទៅចោះពីព្រោះកូនឯងនៅអញតើថាគាត់អស់អញចាំថ្ងៃបែកលាយពណ៌ត្រូវអារម្មណ៍ហ្មងអត់មានអញតទេសូនសងអត់មានអញប៉ុន្តែលោកនៅតែធ្វើការទៀតបងប្អូនចាណាមែនហើយបញ្ញត្តិអភិខុស4ចំណុចទី1ដើរបੰបាតដើរបੰបាតតតបੰបាតទី2រស់នៅក្រោមដើមឈើទី3ប្រើសពុតបាំងស្គូលកំភើកណាត់ល្អស្ម
mọc ngọc nó xong ghê giờ mọc giờ mà prà tí buôn thật thật nôm vừa thứ năm sân cầu công áo tầm ngôn đó kì ớt miên xa ấy đã chia cam mà sắp cho luôn ấy bọc cô đại ớ anh lốt và đôi thà bọc cô đại bán trả đắng miên bọc cô ná bán sao sọc kì ta miên bọc cô bán sao sọc miên ấy thầm miên anh môi chỉ nhạc bán sao sọc bọc cô trả đắng ớ anh chỉ nhạc sao sọc nâng ớ anh đó ớ anh bọc bốt lúc xâm nay thầm mà nhé xâm rắp luôn nhạc trả đắng nâng prea hà hòn tăng lại chặt tốc đấu chi ông cọt ốc miên tầm lai ở vây tầm ốc đô chi ông cọt ốc xâm rắp luôn anh ba bọc cô nà dốc ông cọt ốc nít tập ra bán chi bà dốc dốc tự cho tự cho bánh xe mẹp luôn lốt lốt chặt tốc chi ông cọt ốc bộ ốc anh chi nhạc xoay 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 ốc miên anh miên tốc ốc anh ốc tục anh thông tục thông anh tối tục tối ốc anh ốc tục thế nà lúc ốc anh bà năng hơi lúc vô cá nằm bây nhạc đợt tới hơi mưa bà nhạc ra bà lốt buôn chùm nội năng mơ miên xe tự chi bà dốc bọc luôn anh con anh nhắn chi vết ở ruốt đá bà nà bát kì ai ấy vô năng màu nơi khóm đám chớ pra giật bột băng sốt kê cả vọt cháu nâng á hai pra thật tắc mốt dịch nằm miên xa ấy đại chia bà giói xâm lạc luôn khoan là nhăn chì vật ở rù hết á hai ca nghiêng bỏ lúc kẹng sông đà bây nạ đợt tây nè thà bà côl ọ anh á phương chồng bà côl ọ anh á nè bà hà non nè em toàn bàn trả đắng á anh nè bà hà non anh bì bà ấy bì bà lúc toàn trả đắng phóng lúc nơi anh cho rùm chùm ca nghiêng bà xa mà xâm bột tài phơ ca đám bây nạ đợt tây tiền sông thà lỡ dừng mưa kạch ca xa 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 ngày mưa tới bà môn bút bò sát đại cro là hàm nâng dơ màu á tao cho bà bút miên tập buôn chùm nọt nâng nâng khóm đám chơ bà sẽ bút băng cô ta bán bát kì ai ấy dơ nâng màu bà tập mô chiếc nam hơi ở lâu kì ng kì hôi ng kì nung kì dây bì clown thuyê vọt bà bánh bánh nâng bà bút lúc nơi nhâm tần nia thà bà bút sát đầy ai ai dơ mà thử ấy bà bà nhạc bì khó tập buôn nâng miên bà sát ấy mắt bán tới chi tầm ngôn sát lô ng chân tròn nâng hơi ba chi tầm nà bà thao bà tiếp mê riêng trắc đắng rộp bọc bọc cơ đã trắc đắng ốc cha cầm phu lơ lô bà thao cả bọn ổn vì tao chỉ mơ khơi thác căn bà bút sát sát tuân chế bà tế hơi dương bằng prom tà tùl ca bất á mau bì dương đá bà chá chỉ môi nâng mê riêng trắc đắng rộp bọc bè xa mát xa phút bà chá nà bọn ổn bà chá hơi sát ta chỉ mở nốt đã trắc bán kê cổ rốt thông thông nông sọc mà tiết sọt thoa mê chá thông thông á ná ta xoay dập hơi lăng cơ bắn sát ta mê riêng chàm bọn ổn dừng kê tích mơ khơi nha quát bà dô đang tăng bị chạm nà máu nhầm đắng bà dô hơi lưới đại bông ôn chùm nà ấy không cách ca bà dô bà quát miên bọc cung sập hơi tơ miên sai tật dô tơ đắng ấy quát chùm nà ấy lưới chỗ nà bà chìa bà rốt nông cung dô lưới tơ chùm nà ấy chả nà bánh bà khám ênh piêl bì môn mà liên nhẹ nơi ta mà liên nhẹ piêl nông à cao tmo thamay à nà piêl nơi piêl nông tơ ớt miên quát tơ bà dô bì piêl nông mùi á bà mà chìm nụ lò ấy miên ọp sốc khi miền ca nghe thơ quát chết tần nôm khi tới vật tẹn tam lục kru bà quát ai bán sả bài nâng á bán ta lục dây nâng tờ nhạc nam miền chả rắc giang mạch bị cầm nát nà bán năng à piêl nơi ta piêl nâng tờ anh à tuân chế nơi ta tuân chế nâng tờ ta bán năng hai đập bê dương xua thà cho chậm nái khi nông cách ca sát sát chả năng nà tiếp bị xe cứ cách ca sọc xài ca bọc bùm sập hờ hay nâng ca sọc xài tam đặt dù nâng chả năng nà bút ta bò sát chô ruộm hồi cho hai ta vay bán chìa xa lật thoa xung cung khmai bị thiệt tớ nha à cắp chắc có cắp chắc mà nụ ạ thơm à này dung căn là trởn là đăng kênh dây thơm mà chứ mau bì nhẹ tầng ọc nha nâng mình sẽ đập lô cru rạp hỏi ta thà nguồm kênh căn xa lạp rạm tầng ọc nha tới phần viêm sẽ đập bông ôn á ba bằng riêng con xa mà liên nhẹ ọc chè tầng mà liên nhẹ á bánh hát cứ cừu ai bánh hát cứ cừu ai cừu ai bông ôn cừu ai bà miên chè khá ọc chè khá à nâng bánh hát xa vì bố bà xa mà xa phút á gồm mến bó sát bán tầng ọc ស្ដាប់មិនយល់ពីព្រោះគ្មានហេតុគ្មានផលចេះតែបដៅវាហេតុអីមកគេទៅអញ្ចឹងពីព្រោះគេពាល់មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ត្រូវគេអត់ដឹងថាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាស្អីហើយគេអត់ដឹងពីរបៀបនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតផងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងបច្ចាប្រដ្ឋចាត់ទុកជាបណ្ឌិតបច្ចាប្រដ្ឋក៏ថាខ្សែបណ្ឌិតនាំស្អីគាត់ណានោះវាត្រូវឯកតៈហ្នឹងបងប្អូនប៉ិនសំខាន់បច្ចាប្រដ្ឋស្គាល់បណ្ឌិតនៅស្គាល់ពីលនៅគាត់ស្គាល់នៅស្គាល់បុណ្យនៅស្គាល់បាបនៅអញ្ចឹងបានលឺពូគាត់សោតកំណាបមិញខ្ញុំពិបាកចិត្តបងប្អូនពិបាកចិត្តត្រង់ថាទី1ប្រជាប្រដ្ឋអត់ស្គាល់បុណ្យបាបទាំងយ៉ាងម៉េចផងយួរបាយទៅវត្តធ្វើបុណ្យដើម្បីអញសុទ្ធសឹងតែជាអំពើបាបពីព្រោះគេបានបង្រិចភាពអាត្មានិយមដែលបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើគោលដៅតរោអស់អញហើយដល់ពេលយើងទៅធ្វើឲ្យប៉ោងអញមកវិញសុទ្ធតែជាអំពើអកុសលនាំរោធាតអញវាសំខាន់ណាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ចំណុចអត់ស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបដល់ពេលយើងធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សទូទាំងប្រទេសគាត់ថាអ្នកនយោបាយសត្វតពួកល្មោបអំណាចបងប្អូនទៅឆែកមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលគ្រប់ជាតិដែលព្រះអង្គសន្សំបារមីដើម្បីក្លាយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើល
sắp sẵn có thân dựa bài từng ớ thân dựa bài từ ấy sẵn sắm bà ra mây chúi nhạc đó tới đời trái tình là ớ trong cây bằng phút miên bệnh xa mà xâm phút mùi ớn đại ách tí bồn nơi chỉ vất to to khía trong cây bằng phút bàn bằng cá chì bệnh xa mà xâm phút mùi bệnh ớn cá nghĩa rồi bác bà ớn cùng xông bây ta mà nụ lột xông bây ta sát cơ cơ lột ta dễ sát sát này rốt xích đây xong ai mà nụ sẵn sắm bồn hay châm bùa dương vĩnh vừa ta đang bay anh là tầng ớn nửa ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាមិនចេះសັດទៅនរោដោយរួមគោចឹងសັດឡើងឋានសួគ៌មួយមួយសັດតែចិត្តបដិសន្ធិនៅទីខ្ពស់នឹងមួយមួយហេតុអីបានទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបែកលេខខណ្ឌរួចហើយបង្កបង្កើតជាសັດក្នុងនរោច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការបែកលេខខណ្ឌចាស់ណាបង្កបង្កើតជីវិតក្នុងឋានសួគ៌ណាតិចបំផុតហើយចុះបើអ្នកធ្វើបន់ច្រើនយ៉ាងនឹងហេតុអីបានទៅអញ្ចឹងពីព្រោះគេធ្វើដើម្បីអញហើយចុះបន់បាប vì ở đăng thân này anh đặt lôi thay lôi chạp phong vì đăng ta chạy tà nà mạch chông ta chạy tà nà anh cứ bà bà chẳng bắn mình nghe dô lên bằng ổn mình nghe dô tê bí bố ấy bí bố mà nụ chụp nâng anh quát dô tham vơ bơ mình bán màu anh quát mình phơ tê xa nó quát tà nâng bằng ổn xa nó tà nâng màu bà thơ bán màu anh thơ thơ ấy quát dây tên chân xa nó ta việc bán bà xa nà chỉ việc bán tụi bây dương tham bán có việc mến màu tam mọt dương đấy bằng ổn bắn dương rùi dương chạy tà rùm lắc quát tha việc ọt bán bằng ổn dương sắc xa việc ọt bán xa nó quát tà nâng quát chóng bán nà bắn đã bị bán mà với bán bầu cái bóng cho lưu ọt chọn bán bê anh đang chọn bán bê bông ổn có bị chọn bán bê vậy mà nếu chọn bán bê chứ bông ổn nói trái với xì nuôi kìa chẳng ai ta trái chân nhầm nào tới cái thắng ta tạm phá lâu nuôi ni anh xì nuôi ni bán anh xì á ná ai ta việc kết một chân cung ở trời bắn bà trái với kết tha không mà tầm nào đừng tới nuôi ấy có anh xì anh đang chọn tầm hòn anh ọt chọn bán bọc kê ọt chọn bán ọt chọn bán bà cha na khơi ta trăm tới anh đang thơ đài ta ấy thương chạy bàn bàn cho thương cho bàn bàn cho ố ta sập kia nông chạy ta na rô mơ khỉnh lô bàn ấy mà anh chọn chạy kia lâu à chọn chạy kia lâu à bây giờ với ớt khó sập mà công á rừng ai bà giói mà anh sập mà ta miên hát khó thầm thơ cho rùm thư đài nè phơi rô bọc bà sà mà sập bốt tập bê để lục tê sá cứ chăng tầng ô cứ bắt đó mù là thàn nông ca bì chà ná ai mà nu mình mẹn ai mà nu mà chưa tê chăng loài tốp nâng sầm nua rô bọc ôn xua thà ta sạc sá nâng bà thó nè việc khóc nia giang mạch បងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវចាប់ឫសគល់របស់វាឲ្យបានចាប់អលក្ខណៈពិសេសពិសេសខុសគ្នាឲ្យបានណាបងប្អូនចាប់ឲ្យបានពីព្រោះអីពីព្រោះបើខ្ញុំនិយាយរួចហើយបងប្អូនពិចារណាអត់ឃើញណាបងប្អូនអត់ការសទ្ធាជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងណាបងប្អូនមិនដឹងបប្រតិបត្តិជីវិតយ៉ាងម៉េចទេតោះតើបងប្អូនពិចារណាឃើញតែខ្លួនឯងសាសនានិងពធម៌មិនធំតែមិនដូចគ្នាបងប្អូនថែមទាំងបញ្ច្រាស់គ្នាផងអាហ្នឹងបញ្ច្រាស់ឧទាហរណ៍ភាពល្ងិតជ
đách tiếng sóng hiệp là ngất nâng cửa chết đúng không cả nam bút lương nâng rẻ mà vĩnh à hiệp mai là ngất nâng chập lại bắt từ vĩnh bắt non tinh đồng tinh dương bắt thêm ăn tông xịt tết vừa ăn bút cả nam plư tới tina đem bút plư tới đó à hiệp là ngất nâng tiệt chân từ vĩnh rước cô robot sát na cứ chầm nưa là ngất á ắt đăng rương nâng tham mà chế bắn cái chưa thành chân đó rước cô này cá bằng riên mê riên tra đăng robot bè sa ma sầm bớt cứ panya cầm chấp hiệp là ngất rương nâng về mặt đăng dị dạng mai đó bè bắp bớt lục bằng riên mình nưa nâng pichana khơi pichana tới cao sát thiệt chia thà plư tới bè thoa mình trăm tay mình men chia sát na tê thêm tiếng bắn chia chỉ muốn nâng sát na nâng tiệt phong bè sa ma sầm bớt cá pi chầm non តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងពួកអ្នកសាសនាគេខឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្យលមនុស្សយល់នឹងណាយល់រឿងអីថាយល់រឿងងាប់កើតនឹងណាយល់រឿងអត្តានឹងណាពីព្រោះមនុស្សវាបាំងតាមកចិត្តមកចិត្តនឹងអាមកភ្លឹបហើយទៅទៀតនឹងវាមិនដឹងអាកន្លែងនឹងយ៉ាងម៉េចតែចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាអវិជ្ជានៅត្រង់នឹងបាំងមកភ្លឹបនឹងហើយមេសាសនាគេស៊ីត្រង់នឹងស៊ីត្រង់អាមកចិត្តទៅមកចិត្តនឹងហើយដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងនេះឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងដែរខ្លួនឯងយល់ថាពេលដែលងាប់ទៅតើអញកើតមកវិញអត់ពេលដែលអញធ្វើបន់អញ្ចឹងតើជាតិក្រោយអញបានបន់នឹងអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអត់ទាន់ដោះសំណួរនឹងទេលោកបង្រៀនឲ្យស្គាល់អំពីខ្លួនឯងជាមុនសិនថាតើខ្លួនឯងជាស្អីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាមានតែខណ្ឌ5គុំតរកអ្វីក្រៅអំពីខណ្ឌ5មានយាយខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់ថាខណ្ឌ5មិនមែនយើងទេពីព្រោះជារបស់ធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយើងទុកវាមិនបានខណ្ឌ5មិនមែនយើងទេប៉ុន្តែគាត់មានយើងមួយចាំតែចាប់ជាតិគាត់មានយើងមួយទៀតក្រៅអំពីខណ្ឌ5ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាឥតមានអ្វីក្រៅអំពីខណ្ឌ5ទេខណ្ឌ1គឺរូបខណ្ឌ4ទៀតគឺចិត្តវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបូកបញ្ចូលគ្នាគឺចិត្តចិត្តចេញពីបេះដូងបេះដូងរូបសបងរូបទាំងឡាយស្ថិតនៅក្រោមធម្មជាតិអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាប្រែប្រួលទ្រាំនៅមិនបានរួចហើយបែកធ្លាយទៅ
ប្រវត្តិកម្មគុំគឺវាបែកកូនវាបែកបែកព្រាមគុំសាជាថ្មីគុំសាជាថ្មីព្រាម
ើដំណើរទៅរកចាក់បែកបាក់បែកបាក់ភ្លាមគុំគ្នាសាជាថ្មីមានតែនិព្វានមួយទេដែលជាអសង្កតធរចិត្តព្រះនិព្វានតាលុតគឺលុតហើយអត់មានបច្ច័យតាក់តែងទេប៉ុន្តែក្រៅអំពីព្រះនិព្វានគ្រប់ធរទាំងអស់សត្វតែមានបច្ច័យតាក់តែងទៅមុខយើងយល់ថានេះរបស់នេះកើតវាតែងតែមានពីបច្ច័យខាងដើមជីវិតមួយនេះបានកើតតែងតែមានបច្ច័យពីខាងដើមហើយមានហេតុពីខាងដើមមានតែព្រះនិព្វានទេដែលលុតអលុតតែមកអសង្កតធរចំណែកក្រៅពីនឹងសត្វសង្កតធរធរដែលមានបច្ច័យតាក់តែងហើយមិនមែនទៅមុខទេណាបងប្អូនច្រឡំថាទៅមុខកងបងប្អូនកងកងវាកោងដូចផែនដីសំងាយបងប្អូនថាត្រង់បើត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនបើកឡានយូរធ្លាក់ភ្លុចវាមានត្រង់ស្អីវាវាកោងស្អីក៏កោងតែគេហៅវត្តដាក់ងាប់ភ្លាមបែកធ្លាយភ្លាមស្ទុះបឹងកើតជាជីវិតមួយថ្មីជីវិតមួយថ្មីហ្នឹងព្រោះប្រឹបឡើងវាកោតកើតតាំងពីក្នុងអូតូម៉ែហ្នឹងទុយៗៗៗៗឡើងទៅរកបែកធ្លាយទៅដល់ចាក់បែកធ្លាយពុំកើតមួយទៀតភ្លាមអត់ឈប់មួយវិនាទីទេប្រែប្រួលចឹងក្នុងកងតែយើងហៅថាវាវត្តសង្សារវត្តដាក់វាវត្តសង្សារវាកោងទៅកោងមកហើយមានអាណាមានអញមានអីអត់ទាំងមានអញប៉ុណ្ណឹងមានតែខណ្ឌ5ជាទុកហ្នឹងជាទុកហ្មងវាអត់មានសត្វមានបកុលអីជាអ្នកសោយសុកសោយទុកអីវាអត់ហើយបងប្អូនប្រាថ្នាអើយប្រាថ្នាយើងមានតែមួយជាតិមួយជាតិតាបងប្អូនអាជាតិក្រោយគ្រាន់តែអត្តពលរបស់យើងមានយើងឯណាអាត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចេះតែនិយាយថាព្រះធម៌ជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាវិជ្ជាសាស្ត្របងប្អូនជាវិជ្ជាសាស្ត្រពួកវិជ្ជាសាស្ត្រមានកម្មវត្ថុក្នុងការសិក្សាទី2អាចពិសោធន៍បានតែរឿងសាសនាគឺរឿងជំនឿរឿងជឿរឿងសាសនាបងប្អូនណាបាំងមួយជាតិមួយជាតិហើយព្រះគេណាអាលបងបាំងហ្នឹងព្រះគេជ្រក់គៀវលើលបងហ្នឹងមើលតែជាតិក្រោយហើយនឹងមើលមកមនុស្សក្នុងជាតិនេះហើយប្រាប់គេជ្រក់គៀវកន្លែងហ្នឹងហើយគេប្រាប់នេះកូនហ្នឹងក្រោយនេះបាំងភ្លើងកូនណាធ្វើអញ្ចេះបានកើតនៅកន្លែងល្អបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបាំងភ្លើងព្រះមួយទៀតថាអត់ទេអត់មានបាំងភ្លើងឯងក្រោយហ្នឹងនរុទេនរុអាមួយទៀតថាទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឲ្យតាំងចែកគ្នាជឿហើយតែចែកគ្នាជឿតាំងឆ្លោះគ្នាថារបស់គេមិនត្រូវទេថារបស់អញត្រូវប៉ិនសិតតែជឿដូចគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងក្លៀមលោកថាកូនលេងអាផ្លូវនឹងឆ្លោះគ្នាតថាគតជួយអ្នកមិនបានទេពេលរឿងប្រាប់រឿងនរុរឿងប្រែតតែតថាគតជួយកូនឲ្យវាយបំបាក់អញ្ចាំងអវជាដល់គេអង្គុយលើនេះកូនត្រូវវាយដល់ខ្លួនឯងតថាគតបង្រៀនណាកូនកូនត្រូវច្បាំងឲ្យឈ្នះអវជាដល់ខ្លួនឯងកូននឹងយល់ពីរឿងហ្នឹងពេលណាយើងយល់ពីកន្លែងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ឧបៀនឡើងទៅមកអោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យព្រះអង្គជាបកគលដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គបានបើកងានៅរបស់ដែលកាប់ទាំងឡាយពីយូរមកហើយរៀនតាមមេរៀនបរិយ័តយល់រួចហើយទៅវិសោធថ្នាក់វិបស្សនាឃើញតែខ្លួនជាខណ្ឌ5ជាច្បាប់ធម្មជាតិកើតលុតកើតអលុតកើតអលុតចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចេះតែនិយាយថានិយាយចឹងបានគេខឹងណាខ្ញុំថាគ្មានព្រះបង្កើតមនុស្សទេមានតែមនុស្សបង្កើតព្រះគេបង្កើតតាមជំនឿរបស់គេគេបង្កើតយកគេទៅសេសភៅមនុស្សអ្នកទៅសេទេគ្មានព្រះណាទេក្នុងលោកនេះខ្ញុំថាចឹងចោះគេខឹងខ្ញុំងាប់ហើយព្រះគេផ្សេងផ្សេងថាគ្មានទេគ្មានទេហេតុអីបានជាគេថាគ្មានបងប្អូនមកពីគេនិយាយវាអត់ត្រូវនិយាយវាអត់ត្រូវកបោកលុយបងប្អូនបងប្អូនបាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំរើសបានអេកបោកលុយអញខ្ញុំរាប់មើលមានរបស់5 10ក្នុងនឹងខ្ញុំកាន់ទុកបងប្អូនដឹងមានរបស់អីខ្លះក្នុងនឹងចំនួនប្រមាណអត់ដឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាមាន5 10ឥឡូវមានស្អីខ្លះក្នុងចំណោម5 10រាប់តែមួយមិនត្រូវផងរបស់បងឯងមិនកើតព្រះយ៉ាងម៉េចគេថាព្រះបង្កើតពិភពលោកបើនិយាយពីរឿងងាប់កើតមិនត្រូវផងនេះហ៎និយាយមិនត្រូវផងនេះព្រះយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកុហកទាំងស្រស់ទាំងមងណាប៉ិនគេកុហកយ៉ាងម៉េចគេកុហកថាកុហកអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សកាប់ចាក់គ្នារបៀបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអាចយល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាមិនចាំបាច់កុហកហងឲ្យមនុស្សបានយល់មនុស្សនឿយណាយរស់សម្លាប់គេលែងបានដោយខ្លួនឯងបងហើយព្រះអង្គធ្វើជាគំរូឲ្យមើលទៀតណែតថាគតតថាគតយល់រឿងហ្នឹងកាន់តែស្ដើងទៅកាលពីមុនចង់បានដល់ពេលយល់រឿងហ្នឹងកាន់តែស្ដើងអញទៅរស់នៅល្អជាងអ្នកដែលត្រូវបានគេបោកគេកុហកថាងាប់ទៅកើតជាតិក្រោយជាតិអីទៅទៀតធ្វើអំពើល្អជាងនឹងទៅទៀតឥឡូវថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្ងាយឥឡូវមើលក្រុមយើងមើលបើយើងយល់ពីធម៌បងប្អូនសពថ្ងៃសល់តែខោស្លីបមួយស្លៀកសពថ្ងៃសល់តែប៉ុណ្ណឹងគ្មានចង់បានអីទេបានតែមករស់រួចហើយអត់គេបានសុខផងងាប់ទៅទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងតែមនុស្សយល់ធម៌ត្រឹមត្រូវបងប្អូនដឹងតែពីនឿយណាយពីជីវិតចង់តែចែករំលែកចង់បំរើគេដោយសុខឆន្ទៈអត់មានចង់បានអីត្រឡប់មកវិញចង់ឲ្យគេយល់មនុស្សដឹងរឿងពិតទៅបងប្អូននៅវាមិនសុខទេចង់ឲ្យគេយល់ដែរកាន់ក្បាលមីក្រូព្រៀមចង់ឲ្យគេយល់កន្លែងហ្នឹងឃើញមនុស្សតត្រាក់តត្រាក់ទៅរកអញថាបងប្អូនហើយប្រពុតលោកប្រាប់ថាຕົកកើតមកពីសេចក្តីប្រកាន់ឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់ថាមានអញហ្នឹងមានអញបានតែធ្វើបន់ហ្នឹងដើម្បីអញហ្នឹងការពិតរបៀបនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យអស់អញមានຕົកព្រមមានអញអស់អញអស់ຕົកអញធំຕົកធំអញតូចຕົកតូចអស់អញអស់ຕົកការបង្រៀនឲ្យធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យអស់អញតែគាត់ទៅក្នុងចេតនាដើម្បីឲ្យបានមកអញខុសផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញសាសនាឬគុលរបស់វាគឺជំនឿគេមិនដឹងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគេជឿព្រះគេដល់ពេលព្រះគេមិនមានមុខនៅនឹង
kì chưa cầm pí đại tờ xe đại bạc kì pí prú bạc mạch hiên chênh mộc máu tờ bạc chênh mộc máu kì lên chưa lời vậy pí prú rất đôi mình xong bạc xong bây giờ bạc máu miền mình ư chẳng nên do bạc hay nào mà cả miền bình nào mỗi đại khởi bạc bọc kì sát tờ ớt tầng ơ bánh kì chưa thành chân bánh tái kì tục cầm pí đại mình ư tờ xe ai máu kì thà bạc tờ xe tục to to khí máu kế mặt đăng thà rương năng giang mạch đi bánh tầm bốn đại bẩm phót kì ao chưa thà miền bạc sân và phê chưa thà miền bạc tụ bay xong hai xăm phó cơ đời mình xong hạt mình xong phò cái đói ở ai xua bán đi nên anh phải chăng phê đôi dướng cái đó ý nên anh xua chở nên anh phải chạy cái chả bà phải xong phong xua ý nên anh ọt chưa lập ra xa mà xâm phút nên anh ọt chưa thập ra xa mà xâm phút ra đắng đặt trái xa nạc gốm á thì lẹ nửa ruộn á nên anh mình chưa chăng mắt thở chưa chứ mân xanh chưa bông chưa ba chưa thật lơ lo bàn lo thưa khó bàn khó thế vậy thương tập bộ nè bộ ở lùi thưa khó cho ngóp tôi bàn lùi chở nè thở chưa bông chưa ba mau bị kế chết mân chăng á rung cái ba dương ở chưa ra xa mà xâm phút á mê riêng ra bà phỏng ạch ai mà nó chưa lại cứ bằng riêng mà nó ai dùl vì chá bác thơ mà chết hãy chá bác thơ mà chết bà xa mà xâm phút lúc xâm đánh tham miên chá anh này anh non ơi tạ thạ cốt ra đắng rương chá anh này tại tạ thạ cốt dùl thạ khám miên bà giói xâm rạp sát lục tì tạ thạ cốt xâm đánh tay mùi khắp đáp tì tạ miên bà giói xâm rạp sát lục mà khắp đáp năng thoa ấy để bà xa mà xâm phút xâm đánh ní thoa nạ ta năng thoa bị khuôn dơn năng bạn bon giang mạch ấy giang mạch và bột lục ở toàn soi được bàn được ọt này xua côn khuôn ai những sợi sân côn ấy nè anh nhỉ riêng ở school anh những sân tao biết đăng thà anh chưa được bọc cúng cát láng crom có thể cầm kim mỹ ta được bọc cúng mong ôn thật đằng nông lúa kịch bạc cầm tiền được bọc cúng mong ôn mưa anh ấy bị cát móc cúng đọp tất tập bài hay bài chứ là bọc cúng từng lại tập bài hay bài chứ mình đã thưa là bọc đại vào bên bàn này của việc cúng kia chỉ vất bao mình nước việc cúng kia sờ bọ và cả chặt sờ bọ thông anh á sờ bọ và cả chặt ta việc bay rồi thôi việc so ta chậm hài đi do ăn miếng ăn từ ti hãy bong ôn chia ta nhóm thơ bon trắng bàn này ăn từ chết thôi công ác kết hưởng bàn ôn qua khuôn ai sân chúng cho bức nhóm ôn tức đòn mai ơi nhóm ăn công ác kết thật đòn mai ơi qua là hưởng mai ơi nâng sân ngọt tới quật từ tận nà vô là nâng sân ta pê vô là nâng chẹt sờ lạc ta mong lên lập vua lên ăn chết khỏi nâng tiệt ra sa ma sấm phút lục lập thành lên lập vua lên ăn chết khỏi nâng trời tiệt lư pê lấy lư từ một tiệt vơ đòi con tại đăng tha tổng vơ là bạc luôn chia tổng vơ là ó đòi mình cứ thả bạn bon ấy tới chết khỏi thời tiết về tục dương ngọc tới ai cả chia gì vật mấy là ó tiết ai dương mình xây kết nó bị trời lời buộc lời nó lời mà chỉ miếng bạn đẹp tia lời let it go á ao bị tới tới ta tạm tạm mai bên nào ta tắt áp lời nữa lời thử bây giờ nón mong bon khơi nhỉ lời tên là biên mà bọn vậy thì anh thương mắc ở ban opk nó bây giờ sao mà sắm quân lục tha opk nó tới chỉ muốn toàn há có phong ở điều rồi opk điều là hot đang thua mắc nó ban tới chỉ bây giờ là hot nó và bút lục tha OPK cái thật sợi chất ở OPK a cặp bông ở sợi cứ chọn cứ chạy tận nà mình mang chi OPK đó pê là thật lang ở tầm lang pê ở ta tam tầm mai về nà ta hậu đệ mà hấp dẫn đặt tập tới OPK à tới tam tầm mai về nó OPK hấp ra hàng nón chừng ngang chừng ngang thấp bàn đập biển chừng ngang chừng ngang á à cho mình pin tua chỉ cho à tới lừa cái tel có mình pin tua chỉ lừa cái tel chừng ngang chừng ngang chứ bàn thò nè vì pro OPK chất cát miền lang bàn trời phơi hãy cho bây giờ tới chỉ muốn đang chạy tận nà ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាតណ្ហាមាន3កាមតណ្ហាគឺតណ្ហាចង់បានតាមទ្វាចង់ស្ដាប់ទំនេងល្អចង់ឃើញរូបល្អចង់បានក្លិនល្អអានឹងកាមតណ្ហាដល់ពេលវៈតណ្ហាភពចង់ទៅកើតនៅទីនេះចង់ទៅកើតនៅទីនោះដល់ពេលមនុស្សនឿយណាយចង់ឈប់កើតវិបវៈតណ្ហាតណ្ហាទៀតអូខ្ញុំធុញហ្នឹងចង់ឈប់កើតបងប្អូនទៅតណ្ហាឲ្យឈប់កើតអានឹងតណ្ហាទៀតមិនមែនផ្លូវចាញ់ទេផ្លូវចាញ់ទៅតាមតម៉ែទៅហើយចង់ទៅណាទៅទៅអញតាំងលើតាមាគាល្អហើយបានក៏បានហើយបានក៏ហើយទៅធ្វើឲ្យអស់ចិត្តទៅបើហើយមិនទៅក៏ហើយទៅហើយទៅក៏ទៅទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់យើងថាដំណើរធម្មជាតិអញ្ចឹងមិនបាច់ខឹងទេកូនឧទាហរណ៍ថាគេកសាងអង្គរវត្តហើយគេកសាងហើយគេខ្លាចបែកបាក់គេកំប្រឹងជួសជុលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអញ្ញឹមលោកយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិជួសជុលដល់ណាកូនខ្ញុំជួសជុលឲ្យវានៅ1000ឆ្នាំ1000ឆ្នាំឲ្យលាយទេកូនណាអញ្ចឹង2000ឯ2000ខ្ញុំជួសជុលទៀត3000ឯចុង3000មកលេអត់4000ទេចុង4000មកលេ5000 5000មកលេ2លានឆ្នាំមកលេអត់លេក៏វត្តមិនដឹងអីវាដល់អញ្ចឹងប្រពុតលោកជួសជុលដែរប៉ិនលោកទៅជាមួយនឹងអូបេខាលោកប្រោសមនុស្សដែរប៉ិនលោកប្រាប់ថាមនុស្សនឹងមិនបាច់ខឹងវាទេអារឿងអញនឹងកូនអញខ្លាំងជាងអ៊ូវឯងលោកចង់ប្រាប់អញ្ចឹងណាខ្លាំងជាងអ៊ូវឯងពីព្រោះមនុស្សវាយល់ថាមានអញវាហែកពិភពលោកវាហែកវាយល់ថាមានអញវាហែកដល់ពិភពលោកវាជាប់គ្នាដល់ពេលហែកហែកវាប្រេះផែនដីវាប្រេះហ៎ដល់ពេលប្រេះសុខគ្រឹកគ្រឹកគ្រឹកគ្រឹកទុបឹងទុះម្ដងហៅថាមួយកាប់ព្រះសម្រាប់កោដំ4អសង្ខៃ100000កាប់100000កាប់គ្រាន់តែទុយចុងក្រោយ100000កាប់ទុះផែនដីម្ដងហៅថាមួយកាប់រាប់ពាន់លានឆ្នាំមិនទាន់ទុះផែនដីម្ដងបងទុះផែនដីម្ដងហៅថាមួយកាប់ហើយផ្ទុះរាប់លានដងមកហើយដោយសារតែមនុស្សហ្នឹងប្រពុតលោកខ្វាត់មិនស្ញះផង
hơi cho rương sấy dương quạt thì nhẹ hổ ôi mình đừng hơi công kích anh công từ quan dương quan từ dây hai bờ bên nào vô thật thử kích anh chứ có kích tới ra sao mà sầm bớt quạt mình nhẹ phong tu phan đây chờ đón bị phù mình đưa vô tham nhân ăn tiền hậu tiền chế nơi viên bản phù phan đây nấy vì ăn vô bên nào vì ăn qua bên nào phong vì ăn miên ăn vì cho khi nào đặng hậu dương cho tập trai châu tia anh khum anh cua sa anh cật tôm anh sáy trường anh khâu slip anh kết tự vua anh mơ nghe anh bờ tê hai là bao anh là bao hai là bao anh là bao anh việc tiên hai bị phục lục từ bùng mà đong từ ai bị phục lục thắt tô mà nói mấy bậc miên bệ sa ma sầm phật ông na muối như vậy mình được lục đạp phật á bay từ hốt thành đấy bay từ hốt vọt liên đong hay chẳng bán phụ dương phun vô bãi còn từ tám lần nâng tay cái xuống ta thơ bắt ốc chim nhé nhắm thắt thơ tầm ốc chết có bị ốc hay nè ốc chết hay ốc lạt tập hiệp bằng ốc ốc hay nè thơ tầm ốc cái tay hơi tư thằng thơ mấy bị ốc từ nâng á tô mà nói giang mấy bằng ốc khởi dương chưa rơi lâu rồi bà bệ sa ma sầm phật ốc lạt tập hiệp luôn hay nè chẳng sợ chết đây mà vinh ព្រះធម៌ឬក៏របស់វាគឺការជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងមកច្បាំងអាចជំនឿហ្នឹងវាយបាក់ជំនឿហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាតថាគតជួយអ្នកម្បានទេណាកូនត្រូវច្បាំងដោយខ្លួនឯងនៅអវិជ្ជាហ្នឹងណាទី1កូនរៀនមេរៀនបញ្ញាឲ្យយល់យល់រួចហើយពីសោតឲ្យឃើញអញ្ចឹងព្រះធម៌ជាអ្វីព្រះធម៌គឺជាមេរៀនសិក្សាឲ្យស្គាល់ធម៌ធម៌មានច្រើនអណ្ណៃធម៌ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សត្វលោកព
ទឹកថាគាត់សំដែងតែធម៌មួយក្តាប់គឺចិត្តចេតសិករូបនិព្វានអភិធម្មជាមេរៀនសិក្សាឲ្យស្គាល់អញតាមបញ្ញាថ្នាក់ឆ្លៀសវៃពិចារណាឃើញរួចហើយនៅសល់ព្រះសូត្រហើយនឹងព្រះវិន័យគឺជាមេរៀននៃកិច្ចបដិបត្តិកិច្ចបដិបត្តិដើម្បីអីដើម្បីបានសមញ្ញសុខនិងបរមសុខនេះមេរៀននៃកិច្ចបដិបត្តិសប្បបប្បសអកករណង្គសលាសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោចកណាប៉ុនមុននឹងឲ្យសត្វដើរលើមគ្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអធាម លោកអត់អូសទៀងឬយកងារជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់គេថាណែកូនថើដើរលើមគ្គណាគឺវាចាក់លែងធ្វើស្រីអាក្រក់ងាកមកធ្វើស្រីល្អរួចហើយទៅវិបស្សនាដើម្បីសម្អាតចិត្តណាថាហេតុអីបានចឹងពីព្រោះតថាគតជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមើលសពថ្ងៃគេនិយាយតែចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបដៅឲ្យដើរចេះដើរចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់នៅផងលោកមិនហ៊ានប្រើតួនាទីថាណែកថាគតជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាកូនត្រូវដើរលើផ្លូវនេះណា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ចេញផ្លូវនឹងផងផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពង្រៀនឲ្យស្គាល់អញ្ចឹងពេលណាស្គាល់អញ្ចឹងមនុស្សដឹងហ្មងអូអញជាខំប្រាំទីមួយវាអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់គ្មានតម្លៃគ្មានខ្លឹមសារទី2ជាទុកធំនៅវាមិនបានជាទុកច្រឡំថាមានអញជាទុកពេលណាពណ៌ត្រូវអានឹងដល់ខ្លួនអញស្ទុះចេញស្ទុះចេញព្រះអង្គយកមគ្គមកដាក់ភ្លាមមកកូនព្រះស្ទុះចេញនេះផ្លូវកូននេះផ្លូវពីព្រោះស្ទុះចេញតែអត់មាន
trong ban bèn tiền na trong ban cà tra đắng bỏ pi ti bấm phốt anh nil đại trong ban nưng cứ mình đang lau sọt chẳng ban bèn samà sầm put na tạ thoa chi mê riên sắc sắc qua thoa thoa miền tràn anh này tai thoa đã tạ thạc cốt bằng riên sạt lục cứ chi thoa đại miền bảy giỏi sầm đáp cà tra đắng bỏ sạt lục cứ ạ thiệt thoa chết chết tạ sắc rụp nè tiền cứ riên ở qua khuôn anh cà na riên ở qua khuôn anh sắc chập đam lười nài nông chỉ vật อะไรสัจจะที่ 1 คือตกสัจจะจิตทั่วได้ត្រូវกําหนดดังเนี่ยกําหนดดังได้ខ្លួនឯងมันแม่นพระสัมมาสัมพุทธปรัชญาชีวิตจิตตกเด้ปន្តែเนี่ยพิจารณาเคยทันจังได้รวดหายเป็นอนุญญายจับอํารถจังรถจังพระสัมมาสัมพุทธดักเมียเติบโกลไผก็ได้จังรถจังเนี่ยรถอัตรุนี้นะกูนแต่ใจตนารถอัตรุนี้นะกูนเลยจังคือឧបេក្ខាให้ๆๆๆเธอดำเนินเอาទៅให้ๆๆให้ธรรมดาเติ้งตั้งจิตในเรื่องเมียเกียสัลเวียจะและเวสเอกระเอาเกสีพองโตนก็สละโสประสัมปติ เรียนเธอบ่นดำไปอ้อไอ้ให้กวาดเธอบ่นดำไปอ่านจงกลายเป็นปัสนาดำไปสมาธิจิตเรียกทอที่ไม่เรียนศึกษาอสกวาทอดำไปปฏิบัติจิตอ้อยบ้านสมัยศพหนึ่งบรมศพศึกษาอสกวาทอจำนายศาสนาคือเจี๊ยบเรียนประดาวระบบประมุขศาสนาเอาเวียจ่าเลยเพื่อเอกระหุ่ยเงี้ยมาเพื่อเอลอปัญไตเกี่ยดังทารุณนั่งอย่างมัดบานเวียจ่าอำเภอเอกระหุ่ยเงี้ยมาเพื่อเอลอเตเกี่ยดโยลเตปัญไตเปรียกเกี่ยบยังจันจำนายพระสัมมาสัมพุทธบังเรียนอสกวาลมองอสกวาลมนุษย์
tam mẹ chẳng ta thoa chỉ mê riêng sạc xa sạc qua thoa thoa miền trang ở này thoa đáp ra sạm sạm phút sạm tay tam bay miền bà giói sạm rạp ca trạc đăng rạp sạc lô cứ khuôn dường chất chết sạc rụp nạp tiền ạ bị thoa chỉ mê riêng sạc xa ở sạc thoa rút hai tam bay ấy tam bay bạc để bạc mẹ ở bán sạm mạng sốc nâng bà rô mạng sốc nhẹ nà chong bán sạm mạng sốc thâm sạm mạng sốc bà này nhẹ nà chong bán bà rô mạng sốc nhẹ nà bạc để bạc bạc chạy kết tế vị bà sạc chọc sốc rụp
ព្រះអង្គចាប់ស្រុកចប់រួចហើយប្រាប់ព្រះអានន្ទថាថាគុណអស់ការងារធ្វើហើយណាអានន្ទទេព្រះអង្គនៅតតទៅទៀតកមានអីលើសពីប៉ុណ្ណឹងដែរពីព្រោះអីពីព្រោះមិនចប់តនហារបស់សត្វលោកទេទេព្រះអង្គនៅ នៅតរឡើយនឹងកដោយណាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គនៅបានទោះជាតថាគុតនៅទៀតទៅក៏មិនចាញ់អីលើសពី 80%អស់តែប៉ុណ្ណឹងបរិបណ្ណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចប់សពគ្រប់ដោយបរិបូរណ៍បរិបណ្ណាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបរិបណ្ណាមិនត្រឹមតែបរិបណ្ណាទេបរិសុទ្ធំបរិសុទ្ធអរិយឈោះមេរៀនរបស់ព្រះអង្គអត់មានដកចេញដកចូលបានអត់មានបន្ថែមហើយក៏អត់មានដកថយដែរបរិសុទ្ធំទៀតបញ្ញារបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងនៅបងប្អូនសពញ្ញូពុទ្ធគឺជាទួនាទីផ្ដាច់មុខតាមម្នាក់ឯងគត់របស់សពញ្ញូពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ព
កជិតក្រោយហ្នឹងណាអ្នកណាធ្វើអីពីចិត្តមុនមកតតតយ៉ាងម៉េចព្រះអនន្តព្រះសិរីបុត្រក៏មិនយល់ផងពីព្រោះជាបញ្ញារបស់សពញ្ញុពុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែមួយអង្គឯងគត់អញ្ចឹងអន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាកម្មគឺអចិន្ត្យយងកូនកម្មគឺអចិន្ត្យយងអ្នកនេះធ្វើអញ្ចេះបានចុះអ្នកនោះធ្វើអញ្ចេះបានចុះកម្មអចិន្ត្យយងមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គឯងគត់ដែលយល់រឿងហ្នឹងបើយល់បានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងអីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះអង្គបង្រៀនសត្វឲ្យស្គាល់តែខ្លួនឯងរួចហើយដើម្បីបដិបត្តិជីវិតក្នុងជាតិនេះពីព្រោះបញ្ញាយើងអាចយល់បានប៉ុណ្ណឹងសពថ្ងៃអ្នកទេសនាទេសតែរឿងកម្មចិត្តមុខចិត្តក្រោយចិត្តមុខចិត្តក្រោយអ្នកញោមឯងបើធ្វើចេះបានចេះរឿងកម្មកូនរឿងកម្មជារឿងរបស់សពញ្ញូពុទ្ធតែមកអង្គឯងគត់សំបីតែប្រមុខលៀនព្រះសិរីបុត្រអក្យសាវៈឆ្វេងស្ដាំមិនយល់ផងពីរឿងកម្មជាបញ្ញារបស់សពញ្ញូពុទ្ធតែមួយអង្គឯងគត់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃបងប្អូនខួរក្បាលដូចប្រកងប៉ុន្តែទេសនាញោមធ្វើបុណ្យចេះបានចេះធ្វើបុណ្យចេះបានចេះប្រពុតលោកបិទរឿងកម្មហ្នឹងមិនឲ្យយើងនិយាយដោយប្រើពាក្យថាអចិន្ត្យយគោះវិស័យដែលកូនឯងអាចយល់បានជាវិស័យរបស់សពញ្ញូពុទ្ធតែមួយអង្គឯងគាត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ព្រះចំក្រោយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះ